Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Thịnh Đạt. Hôm nay thì tôi sẽ đón một thành viên mới về với đại gia đình Family Thịnh Đạt nha các bạn. Đó là một em bọ. Có bạn nào biết con bọ là con gì không? Con bọ nó là con này nè các bạn. Con này. Tôi kể cho các bạn nghe cái bữa đó là tôi tính qua bên chợ để tôi mua con chuột hamster. Nhưng mà qua tới bển thì không có chuột hamster ham tiếc gì hết á, chỉ có là con bọ thôi. Cái quyết định là mua bọ về. Ủa mà mua suy nghĩ lại tại sao? Mua xong cái về nhà các bạn, cái mình ủa mua rồi mà không có cái lồng rồi sao? Rồi cái mình kiếm một cái gì đó như cái hao của các bạn, cái mình bỏ cái con bọ nó vô, rồi mình cũng chả biết nó ăn cái gì luôn, mình cũng không hỏi ông chủ là ăn gì luôn. Mà hồi đó tôi còn nhỏ lắm các bạn, cái mẹ tôi nói là thôi để con đó bán cho người khác đi, bán cho thằng bạn nào đó đi, cái tôi mới bán cho thằng bạn tôi luôn các bạn. Nếu như các bạn thích video này, hãy đừng quên để lại cho tôi một like và một đăng ký nha các bạn. Khi mà mua một cái con gì đó về để nuôi thì tôi sẽ chuẩn bị một cái gì đó để nuôi nó trước và tôi mới mua cái con đó sau. À, thì như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn các bạn. Giống như cái con rùa đó, mình phải có cái chỗ nuôi. Con rùa thì nó dễ rồi, chứ mà nuôi mấy cái gì con chim này kia là mình phải có lồng này kia, chứ không sao mà nó bay mất tiêu rồi sao, đúng không các bạn? Sẽ giới thiệu với các bạn cái chỗ mà tôi nuôi cái con bọ đó là chỗ nào nha. Thì tôi nói với các bạn này, các bạn cũng quá trời quen thuộc với cái đó rồi, nó đã xuất hiện 2-3 clip gì đó trên cái video của mình rồi các bạn. Thì nó chính là đây. Hùng xốp chén xi măng. Và tôi nghĩ là con bọ đó nó sẽ bò lên, và khi mà nó bò lên thì tôi sẽ sử dụng cái lưới này để đẩy nó lại. Và tôi nghĩ là nó sẽ không có chuyện mà nó chạy đi đâu các bạn. Các bạn cứ yên tâm vấn đề đó. Và tôi sẽ để nó ở trong đây, tránh trường hợp là trời mưa hổm gài, lâu lâu nó rảnh, lâu lâu ông trời rảnh á thì ông trời sẽ mưa vài bữa các bạn. Đã đến tiệm mà mình cần đến rồi các bạn ơi. Đây chính là cái tiệm mà 5 năm về trước thì mình đã đến đây và mua cái con bọ. Không ngờ là mình qua đúng lúc thì các bạn, qua được thấy cái cảnh mà ảnh tắm cho mấy con chim, nhìn sướng con mắt các bạn ơi. Để tôi xuống xe để quay lại mấy con chim cho các bạn xem cái vẻ đẹp của nó như thế nào nha. Công nhận là đẹp thiệt á. Và nếu như các bạn nhìn kỹ á thì các bạn thấy cái điều khác biệt liền, là có một cái lồng thì chỉ để có một con chim à, còn có cái lồng còn lại thì để một đống con chim luôn á các bạn. Thì đó, các bạn cũng biết cái giá trị của nó là như thế nào ha. Tất nhiên con ở một lồng thì chắc chắn là nó sẽ có giá trị nhiều hơn rồi. Con này là con gì chú? Con nhồng. Thì lúc trước thì mình đã có hỏi rồi các bạn, thì cái con nhồng này á có giá trị là 1,5 triệu cành lận đó các bạn. Thì ngày hôm nay câu chuyện chính vẫn là mình sẽ nuôi một cái con bọ nha các bạn. Thì đây, ở trong đây có một bầy bọ luôn. Trời ơi, quá trời nhiều luôn các bạn ơi. Theo như các bạn thì các bạn nghĩ mình nên lựa màu gì các bạn? Còn ở phía trên đây là một bầy chim chào màu luôn các bạn ơi. Cái lồng chim này kỳ quá các bạn ơi, phải chi thì nó được không thoáng ha, nó được mở ra ha thì quay nó sẽ rõ hơn. Nhìn về thì các bạn thấy nó sẽ không có rõ đâu. Nhưng mà chủ đề chính hôm nay là vẫn nuôi một em bọ nha các bạn. Chú con này như con chứ. Lớn chậm lắm. Lấy cho con một con. Lớn 100, nhỏ 80. À, tất nhiên là mình sẽ lựa một cái con lớn rồi các bạn ơi. Con này mình cho nó ăn gì chú?
cao lan được không? Được rồi, thức ăn nè, rồi được rồi, lúa. Ủa, rồi đỏ. Mình cho nó ăn cao lan nó ăn không ta? À. À. Lấy con nào ba màu đi. Nhìn nó đẹp ha. Con này con được hay con cái chứ? Con cái. Rồi lấy con cái luôn đi. Chú này bắt cho mình nó không ngờ là nhanh gọn lẹ thiệt chứ. Mình có nói với chú là mình muốn xem thêm chút xíu nữa các bạn ơi. Mình thấy ở đây nó cũng đẹp á, mình muốn quay lại cho các bạn xem. Đấy, đây là những con vẹt nè các bạn. Thì con vẹt này mình cũng khoái nuôi lắm á các bạn. Nhưng mà nghe đâu con này nó cũng khá là đắt đỏ ở đây. Đó, mình quay gần cái tự nhiên cái nó bị mờ các bạn, không hiểu sao luôn. Con vẹt này là nhiêu vậy chú? Con vẹt này nhiêu vậy? Dạ. Tôi cứ nghĩ con vẹt này nó phải rơi vào 1.000.000 cành các bạn. Không ngờ nó chỉ có 300 cành thôi. Hoặc là vãi chưởng. Không biết là mấy bạn đang xem video thì có bạn nào nuôi vẹt không ta? Ở đây mình thấy còn có vài con chim vẹt hả các bạn. Mình nghĩ chắc chú đó bán mua hết hay gì rồi á. Con chim này nó đang cắn, không biết nó làm, chắc nó đang tìm cách đi thoát ra ngoài hay gì. À, ở bên đây là hình như là con chim cu thì phải các bạn. Mình nghe nói á, là cái con chim cu á, là nó sẽ không có thông minh bằng cái con chim mà mình bắt ở ngoài tự nhiên các bạn. Còn đây là nguyên một bầy chim luôn. Ôi, chim này là chim gì tôi cũng không rành nữa các bạn. Có bạn nào biết con chim này là con chim gì không? Bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha các bạn. Đây chắc còn là con bồ câu hả các bạn. Có gà nữa nè các bạn. Ở đây là nguyên một cặp gà đen xì ly luôn. Thì nói chung ở ngoài chú đó để thì chỉ có bao nhiêu đó thôi các bạn. Cái con gà này là cái con gà gì mà nhìn nó dễ thương dữ ra ta. À, trời ơi không ngờ là nó mini như thế này luôn á. Dễ thương vãi. Mình đụng nó còn được các bạn. Phải nói là rất là thân thiện luôn. Mới khen nó một cái chạy quê thiệt chứ. Ở đây thì mình thấy là có bán những cái lồng cho những chú chuột hamster này các bạn. Rất nhiều, rất đa dạng luôn. Rất nhiều kiểu luôn. Ở đây thì có thức ăn này kia cho cá, cho chim. À không có cá, lộn. Chỉ có chim với mấy con này kia thôi. Trên đây cũng có chim nữa các bạn. Không ngờ ở đâu cũng thấy chim hết. Vô đúng chỗ bán nhiều chim thì kia. Mấy cái con chim này là chim gì nhìn lạ quá, mình không biết luôn á các bạn ơi. Xem chim thì xem chim nhưng mà vẫn phải coi cái xe mình nha các bạn. Con chim này làm như nó đang hai lông hay sao mà thấy. Nó ướt mà, chắc nó... Ui. Chú ở đây mình có chuột hamster không chú? À, cho con xem được không? Wow. Con này nó có cắn không chú? Cái con bọt vậy nó có cắn không? Không luôn á. Cái con này con làm nhẹ tay nó đừng có làm mạnh quá nó giật mình chứ không? Dạ. Yeah. Măng nêu á, chú chuốt nhẹ rồi đừng chú vô cái miệng đó. Tính nào mà đút cái này nó cạp mình. Cạp thôi chứ không phải nó cắn. Dạ. Yeah. Ủa con đó là con gì sao chú để đó vậy? Nó đang đẻ hả chú? Chim con. À chim con. Rồi con này bao nhiêu chú? 70.000. À. Nó cũng lớn quá nè. Con nhỏ vậy cũng 70. À. Mấy con chuột hamster ở đây nó hơi bị bự á các bạn. Chứ thường tôi thấy là chuột hamster là nó trắng tinh mà nó nhỏ xíu. Bây giờ có lẽ là mình phải đi về thôi các bạn ơi. Và công nhận là ngày hôm nay sóng rất là lớn và gió rất là nhiều luôn các bạn. Yeah.
bà nội mở giùm con cái con này cho mọi người xem. Cái này con cái. À. Nó đẻ tùm lum nó chắc luôn. Con có dễ thương không? Mày biết. Đây. Ê cưng ha. Dạ. Đang chụp gì? Cái này là con bọ. Bọ hả? Dạ. Cưng ha. Bọ. Nhiều hả? Con này con cái. Cũng rẻ. Nằm yên nha. Đừng có chạy nha. Sao mà nhìn dữ vậy? Nhà mới đây. Nó chạy. Rồi, này bỏ vô. Sao nó mạnh dữ vậy? Trời ơi, nó mạnh dữ lắm nha. Chạy mất tiêu luôn á. Sao hay. Trời ơi, con không nghĩ nó mạnh vậy đó. Con tưởng nó như con cá em. Chưa lắm đâu. Để buộc nó lại mới được. Đây chính là cái chỗ mà mình sẽ nuôi nó trong đây nè các bạn. Nó hơi ướt chút xíu ha, nhưng mà chút xíu tôi nghĩ là nó sẽ khô á. Nhìn cái tay nè. Hồi nãy chú đó nói con này nó không có cắn nha các bạn. Nó chỉ cạp thôi. Đâu? Nó cạp kiểu như nó quấn quýt mình á các bạn, chứ nó không có cắn người ta. Đó. Đây. Bắt nó ra nha. Công nhận là nó bự vãi. Hồi xưa tôi mua cái con bọ xíu rồi các bạn. Con bọ này bự quá. Hồi đó tôi mua con bọ chút xíu à. Đây nè. Đây. Rất là dễ thương luôn. Rồi xuống nha. Đây là nhà mới nha. Ừ, con bọ này nó hơi hôi các bạn. Mình có nên tắm nó không ta? Vuốt ve nè. À, ảnh kia là vuốt ve nó rồi mình bắt nó các bạn. Vuốt ve. Trời ơi, chạy nhanh vậy. Ngủ ngoan. Ngủ ngoan. Ua với dầu cầu gián đóng đinh. Rồi. Giờ nằm ở đây nha. Cái gì chạy dữ vậy? Giờ nằm đây nha. Để cha đi lấy đồ ăn cho con ăn nha. Ăn gao lan không? Hồi nãy tôi hỏi anh đó thì ảnh nói là ăn gao lan được nha các bạn. Rồi giờ để cha đi hái gao lan cho con ăn nha. Từ từ, đừng có chạy. Chạy không có được đâu. Đậy lại. Ôi chắc em tôi nó sẽ thích lắm các bạn. Bây giờ nó không có ở nhà. Nó đi chơi rồi các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ lấy cái này đậy lại nha. Gao gì thì không biết, nhưng mà gao lan thì nhà mình rất là nhiều luôn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ hái gao lan cho các bạn xem nha. Mình đâu cần dao giết gì đâu. Mình sẽ hái bằng tay luôn các bạn. Nó ăn rễ không ta? Chắc không rễ đâu ha. Mình sẽ hái cái đọt thôi các bạn. Còn cái cây rễ dưới mình sẽ không có hái nha. Mình hái vài cọng thôi chứ không hái nhiều. Ủa con gì? Ủa? Con gì vậy? Con thỏ. Con thỏ hả? Ủa này con chuột mà. Con lá gì không? Được. Được không? Được. Con này 2.24 cho pin ha. Nhiều quá. Cũng rẻ. Dở ra cho pin, dở ra cho pin. Dở. Quay nữa, pin đâu luôn. À. Hết không? Hết. Rồi bây giờ anh Đạt sẽ cho nó ăn gao lan nha. Ok, anh Đạt sẽ cho nó ăn đi. Ăn đi. Ủa nhưng mà cái này ướt quá nó có được không? Giỡn á chứ cái, mình cho nó ăn ít thôi các bạn, chứ không có ăn nhiều gì đâu. Ăn một miếng thôi. Thế mình thử gạo nó được không? Được.
nó ướt nhẹp luôn à, kỳ vậy. Ủa nó ướt nhẹp luôn hả? Đúng rồi. Để mình kiếm cái khăn mình bỏ vô đây đi để cho nó khô. Chứ cái này nó hơi ướt nè, tại vì nãy anh Đạt đi, anh Đạt quên đổ cái này đi nè, bởi vì nó còn ướt. Mình có lượm mấy cái nồi dẻ nè, bây giờ để mình lau lại cái chỗ này cho nó sạch nha các bạn. Lượm mấy cái lá này lên, nãy để vui thôi chứ thật sự ra là mình phải có chén đồ nó mới chịu ăn chứ con này ở ngoài ta. Ê, trời ơi, nó nhảy cái một luôn á. Ê. Từ từ. Sao mà nhảy ra làm chi vậy con? Con này nó như con chuột vậy đó các bạn. Nó bự như cái gì vậy? Đây nè. Hello, xin chào mọi người đi. Hello. Dễ thương quá các bạn. Dễ thương nhưng mà không dễ thương. Giờ mình sẽ lau nó lại nha. Rồi mình sẽ bỏ lên vài cái cọng rau lan ở trên đây để nhiều khi nó muốn ăn á thì nó có thể là lấy ăn. Ủa lộn, nó sẽ cắn chứ sao nó lấy được, nó đâu có tay đâu đúng không? Vì nó có chân. Ừ. Con này mà mình không đậy lời là nó nhảy như chơi luôn, y như cái con cá lóc vậy. Thảm nó nhảy mất tiêu luôn các bạn, cá lóc đó các bạn. Có vẻ là không ổn khi nuôi con chuột lan này rồi các bạn ơi. Ủa lộn, có vẻ là không ổn khi mà nuôi con bọ này rồi các bạn ơi. Thì ở quê mình á thì người ta kêu là con bọ, không biết chỗ các bạn thì người ta sẽ kêu là con gì ha. Thì tôi nghe nói có người kêu là chuột lan, không biết phải là chỗ các bạn kêu là chuột lan không ha. Thì ok, và nếu như các bạn thích clip này hãy đừng quên để lại tôi một like và một đăng ký nha các bạn. Thì clip sau hoặc sau nữa thì tôi sẽ cập nhật tình hình nói cho các bạn xem như thế nào.